괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Úi giời ơi, suốt gần một tháng trời chạy hạt thách đú, đánh giải, làm giáo án mùa mới và mở tiệm bánh nhỏ quá là căng thẳng. Hôm nay thì mình sẽ làm một video chiêu chiêu với ba con tướng năm vàng 3 sao nha các bạn. Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Video trước khủng long 60 số mình đã lỡ hẹn với Gambling 3, thì video này không những bù Gambling 3 cho các bạn, mình còn khuyến mãi hẳn hai con tướng năm vàng 3 sao nữa là ba con. Rồi, service xuất sắc như cách tiệm bánh của mình làm việc vậy. Các bạn có thể thử mua bánh để trải nghiệm, link bán mình sẽ để ở dưới comment. Còn giờ thì mình phải vào game để flex quả bài đấu chất chơi người rời đây. Làm content năm vàng 3 sao thì tất nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của Legend 8 Ken rồi. À, mình đang chiêu ạc này đánh rank kim cương 1 cho các bạn đỡ thắc mắc nhé. Đầm cua được chính mình vote và được chọn cho trận đấu này. Chủ động tích sớm 10 tiền ở vòng 1.3 và 20 tiền ở vòng 1.4. Các mảnh đồ mình nhận được sau ba rau quái là một kháng phép, một giáp và một đài máu. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 2.1. Sự lựa chọn của mình tất nhiên sẽ là nhà tài phiệt để tích tiền càng sớm càng tốt ở map đầm cua. Chọn lõi xong thì mình chỉ tích được 30 tiền, nên cho hai phù thủy kẹp Ilawi vào sân để xem là đép được chết nào hay chết đấy. Gặp một ông khát máu ngay từ 2.1, up hẳn level 5, mình clear được một chết coi như là vẫn thua nguyên nhà đấy. Orianna và Ilawi đều muốn lên 2. Sự lựa chọn của mình là Orianna lên 2 và tích 40 tiền vì con này dễ clear chết hơn. Đấy, vẫn clear được một chết trước cái nhà đang đếp bằng Ionia. 2.3 lên được level 4 nhưng mà vì để tích 50 tiền nên là mình không cho thêm chết nào vào sân. Gặp nhà hai chinh phạt hai đấu sĩ, bài họ không có 2 sao nhưng mà kích hệ ổn và đã lắp đồ nên là dễ dàng thắng bài mình 3 chết. Số máu còn lại sau 3 round là 80, khá đau nhỉ. Đi chợ nhặt đồ để tí lắp cho Hammer thì mình thấy có cái gậy 3 tiền trên người Taric lấy được nên là mình múc luôn. Cho nó vào sân đếp vì cũng kích thêm tí can trường khá là ổn. Lắp luôn cái giáp lửa cho Ilawi để đếp hai chết trước nhà hiệu triệu nhân này. Game thấy mình thua hơi ít hay sao ấy, round cuối vòng 2 rồi mà còn cho mình gặp cái nhà full 2 sao. May mà có giáp lửa còn đếp được một chết đấy. Hai round thua này đưa số máu của mình về còn 66. Một kiếm, một cung, một gậy là ba đồ mà mình nhặt được ở rau cua, cộng với khá khá tiền nữa. Ngay vòng 3.1 mình đã có hơn 120 tiền rồi, nhưng mà chỉ lên level 5 thêm Soraka vào sân, đợi lõi tiếp theo nha mọi người. Mình lắp cuồng đao cho Orianna luôn để tí nữa cho Hammer. Gặp cái ông chơi chó gắt ngay vòng này đang Hyperon, Orianna của mình có cuồng đao búp liên tục, cộng với giáp ảo từ Taric làm cho chó gắt liên tục cắn vào giáp ảo, mình thắng round này. 2.3 lõi công nghệ bạc xuất hiện. Thứ mình mong chờ là một lõi công nghệ kim cương như kiểu là khuyến mãi kinh nghiệm chẳng hạn, nhưng mà không sao. Mình vẫn có được chiếc lõi content là hướng đến hồi kết. Hồi kết chứ không phải hồi cút nha các bạn. Có chiếc lõi này rồi nên là mình cứ áp cấp xuống còn 70 tiền thôi. Cho anh em nào chưa biết thì hướng đến hồi kết và khuyến mãi kinh nghiệm sẽ không đi cùng nhau được đâu nhé. Kinh nghe, hiểu biết thế. Up được level 6 và cho Swain vào sân để kích 4 phù thủy. Bằng một cách thần kỳ nào đấy thì mình vẫn thắng được cái bài hiệu triệu nhân với Neko 2 sao để tiếp tục giữ máu. Swain lên 2 nên là mình quyết định đổi đồ Taric cho nó cầm. Up level 7 và giữ lại 70 tiền. Không còn may mắn như hai round trước. Round này mình gặp cái nhà form bài chinh phạt. Warwick của họ tanh khá trâu với dây chuyền, cộng với Ash hai đồ đằng sau bắn liên tục với những pha tán xạ tiễn cấu rỉa tim mình, cấu mất 9 máu của mình luôn. Số máu này đủ để giúp mình được lựa chọn đầu tiên thêm một lần nữa, lấy về chiếc cung 4 tiền trên người Sejuani. Lắp thêm một chiếc cuồng đao cho Orianna, mình cho Seju vào sân và thay một chút form 3 hư không để Ori đép được nhiều hơn. Gặp tiếp một ông hiệu triệu nhân với Neko 2 cộng Taric 2 cạn tiền ở 7 khá là khát máu, mình để thua nguyên nhà. Sao mà đó được? 3.6 mình thua nhẹ hơn chỉ với 2 chết, okay. Vì bài của ông này tanh khá yếu. Số máu còn lại sau khi kết thúc vòng 3 là 37. Một giáp, một gậy, một găng, một đai là đồ mà mình nhặt được ở round cua tiếp theo cùng với cả một ít tiền nữa. Up được level 8 và vẫn còn dư hơn 70 được tiền ở vòng này. Tiếp tục thua nhẹ hai chết trước cái nhà đang xoay chinh phạt. Đúng là meta trận não thế có nhà chơi. Chọn nốt chiếc lõi vàng cho tiền còn lại của Tam Ken để kết thúc 3 lượt chọn lõi. Mình up level 9 luôn để nhận vàng sẽ hướng đến hồi kết. Rôn cạn tiền và bắt được Hammer 2 với hai nâng cấp bảo vàng, Á Chốc 2, ổn rồi đấy, bắt đầu chơi game đấy các bạn đây. Đối thủ đầu tiên mình gặp là một nhà hiệu triệu nhân với toàn tanh, đam thì không nhiều nên mình có được chiến thắng easy.
Nâng cấp bào vàng cuối cùng cũng xuất hiện ngay vòng sau đấy. Mình roll thêm nhẹ nhẹ để bỏ thêm sét vào sân kích hai hệ là Dũng sĩ và Ionia. Chưa có nhiều đam mà đụng độ ngay cái nhà chó gác đấu sĩ. Ụ súng của mình bắn muốn lòi nòng vẫn chưa hạ gục được nó. Tuy nhiên là vẫn hack được 12 tiền khá ngon. Thua round này số máu của mình giảm còn 19. Nhặt nốt cung ở chợ về để lắp cuồng đao thứ 3 cho Hammer. Đồ mấy con khác tí nữa kiếm sau. Ron Ron mấy nháy bắt về được Hammer thứ 5 và Ari cũng lên 2. Sion vào sân tanh cùng các anh em này. Và Gangplank vào để giúp team có thêm tốc độ đánh cũng như là kháng hiệu ứng. Gặp lại nhà hiệu triệu nhân Neko khát máu cạn 7 đấm mình. Giờ thì bị mình đấm lại không trượt phát nào luôn. Đã thế lại còn hack được khá tiền nữa. Hammer thực sự là công hiến khi mà mình roll thêm 2 nháy sau đấy nó ra thêm 2 con nữa. Háu, lạ nhảy. Mới 4 chấm mà vác toàn 5 vàng 2 sao giá này thì ai mà đỡ được. Hammer cứ sương sương hack mỗi round 10 vàng hơn là đẹp. Nhà trinh phạt này chưa carry 2 sao nên là ăn đấm của mình khá đau ấy. Tranh thủ với 20 vàng rao quái, mình roll tìm kiếm 23 luôn để lập kỷ lục cho bản thân. Cứ tưởng là nó vào cầu nó công hiến nhưng mà roll nó không ra các bạn ạ. Mày lừa bố mày. Đánh nốt mấy con cua nhỏ cuối cùng thì mình lấy về thêm đồ, lắp được Blue và Crit cho Ari, áo choàng còn lại thì cho Gangplank. Thuyền trưởng cũng lên 2 đấy. 20 vàng còn lại thì mình tiếp tục roll để tìm kiếm Hammer 3 hack tiền trước. Roll cạn tiền thì Hammer thứ 8 xuất hiện, còn Hammer thứ 9 ở đâu thì đố các bạn đấy. Tiếp tục hack về 8 tiền ở vòng 5.1. Lượng tanh của mình là vừa đủ để Hammer hack tiền. Đam của Ari sẽ phụ vào nếu như mà có kẻ nào muốn giành chiến thắng của mình. Check nhà rồi thấy không có ai cầm Hammer thì mình mới roll tiếp với 15 tiền ở vòng 5.2. Roll 3 phát nó ra bêu vết 2 mà có ai cần đâu. Đây rồi, Hammer thứ 9 cuối cùng cũng xuất hiện. Liên tục là như cú pin vào đầu mình. Ác mộng chưa dừng lại ở đấy đâu các bạn ơi. Cuộc vui còn dài, cứ chờ đấy. Nhà nếm mùi đau khổ đầu tiên là cái nhà trinh phạt đã lên 2 sao. Nâng bi đối thủ tí cho vui chứ tầm này có 3 sao thì cũng phải gục ngã trước cái ụ súng to đùng của mình thôi. Thật tội nghiệp người anh em đã phải nằm xuống luôn với cái top 8 rồi. Giờ thì thằng nào có tiền đem ra donate cho Hammer hoặc là bị đấm out top. Bán luôn Ari đưa đồ cho Gangplank để tích 50 tiền. Với cả bán bớt chết đi để các đối thủ chết lâu hơn. Tiếp tục là một nhà trinh phạt cống nạp cho mình 16 vàng. Vòng đi chợ con Achok ngay trước mặt mình hút vội. Tầm này đồ đạc quan trọng gì nữa, lấy tướng về mà lên 3 sao thôi. Lúc đấy hay đấy. 25 là số vàng mà mình hack được trước cái nhà có 9 chết chơi trinh phạt. Sau quay qua quay lại mà top 4 có tận 2 ông chơi trinh phạt thế này. Roll với hơn 100 tiền xuống còn 65. Mình bắt được Achok thứ 6 và Gangplank thứ 6 cộng với cả Sen thứ 3 nữa. Mới roll xuống còn 65 vàng mà round này gặp nhà đấu sĩ nó lại lên 100 rồi. Giàu thế này thì để đâu chưa hết đấy. Ngại thật đấy nhưng mà không sao, cứ nộp cho mình thích lắm. Các nhà còn lại vẫn chiến đấu rất căng thẳng. Top 4 chưa có ai muốn lấy cả. Tiếp tục roll và bắt được Achok thứ 7. Sion cũng ra khá là nhiều nhưng mà theo mình cân đo đong đếm nhé. Với số tiền này cộng với số máu của lobby thì chỉ lên được thêm 2 con 5 tiền 3 sao nữa thôi. Nên là mình bỏ Sion nhé các bạn. Lấy thêm cái lời thề hộ vệ về cho Gangplank ra chiêu cho vui vui thôi chứ tầm này đồ đạc nó thật đấy các bạn, chả quan trọng nữa rồi. Roll sương sương xuống còn 55 tiền thì Gangplank thứ 7 cũng chịu xuất hiện. Tiền của mình thì cứ tăng còn máu của nhà trinh phạt này thì cứ giảm thôi. Nhà đấu sĩ vẫn rất chảy cối, chiến thắng nhà còn lại để tiếp tục nuôi hy vọng tốc cao hơn. 87 tiền có được ở vòng 6.2. Mình roll mạnh để tránh mình gặp cái nhà còn lại thì các nhà kia đầu hàng mất. Roll xuống cạn tiền thì Achok là vị tướng tiếp theo được dát vàng. Gangplank sau đó cũng xuất hiện nốt để hoàn thành 3 vị tướng dát vàng mà mình hướng tới. Ông trinh phạt này cũng đâu có vừa, sắm cho mình một con Kassante có Blue và lời thề hộ vệ. Ý tưởng là có nhưng mà gặp Gangplank đầy mana ngay từ đầu thì kẹp Kassante 3 may ra chứ 1-2 sao không ăn thua. Sức mạnh của Kunka 3 sao. Gangplank 3 sao thật sự là khắc bọt. Achok với Hammer còn chưa kịp ra skill thì Gangplank đã dọn sạch bàn rồi. Các round còn lại chỉ là thủ tục thôi nên là mình sẽ tắt đài để các bạn tập trung thưởng thức nhé. Quá công hiến chứ các bạn, xứng đáng một like phải không? Nếu mà các bạn thích series 5 tiền chiêu chiêu cùng nắng thì comment ở phía dưới nhé. Hoặc là muốn xem series leo rank cùng các giáo án thì cũng comment ở phía dưới nốt. Nhớ là mình để link tiệm bánh ở dưới. Tiệm có tiramisu, bánh trà sữa trân châu đường đen, bánh kem trứng dừa nướng, bánh milo kem chi và các loại trà như là hồng trà sữa ô long, trà sữa lài. Loại nào cũng ngon hơn người yêu cũ của các bạn đấy. Nhớ thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn leo rank và ăn bánh vui vẻ. Bye bye.